phố trong làng đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt cảnh Đông Công An, Đức Hiếu được mai mối với chính vợ của mình. Ngoài đời thực là MC Thủy Linh VTV khiến người xem vô cùng thích thú. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng tình tiết liên quan đến MC Thủy Linh vẫn khiến khán giả bàn luận rôm rả. Thủy Linh sinh năm 1987, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo. Thủy Linh từng được ngợi khen là MC có nụ cười đẹp nhất VTV. Trong khi đó, Đức Hiếu sinh năm 1992, kém Thủy Linh 5 tuổi. Thủy Linh từng cho biết cô và Đức Hiếu phát triển từ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cùng hợp tác trong một dự án, sau đó mới dần nảy sinh tình cảm. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có một năm yêu nhau. Nữ MC cũng nói thêm, khi mới quen nhau, những người xung quanh đều tỏ ra lo lắng khi Đức Hiếu kém cô 5 tuổi. Tuy nhiên khi tiếp xúc nhiều hơn, ai cũng nghĩ họ thuộc về nhau. Chuyện tình cảm của cô nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình lẫn bạn bè, đồng nghiệp. Thủy Linh bên cạnh công việc MC cũng từng tham gia một số bộ phim như Và Anh Sẽ Trở Lại, Viết Tiếp Bản Tình Ca, Moscow, Mùa Thay Lá, Giấc Mộng Quan Trường, Giữ Mãi Một Niềm Tin. Đáng chú ý, trong Moscow Mùa Thay Lá, bộ phim mà Phố Trong Làng vừa thế sóng, Thủy Linh vào vai cô gái từng bị hiểu lầm là bồ của Đức, Việt Anh. Vì không nổi tiếng bằng Thủy Linh nên lúc mới cưới nhau, Đức Hiếu vẫn còn chịu nhiều áp lực. Trong một bài phỏng vấn, Đức Hiếu nói rằng anh hay bị gọi là chồng MC Thủy Linh. Thậm chí, có nhiều người còn đặt hai vợ chồng lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, Đức Hiếu cũng chia sẻ anh không quá bận tâm điều tiếng bởi hai người đều độc lập, tài chính ổn định. Đức Hiếu, Thủy Linh nói rằng cặp đôi vẫn không ngừng cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp hơn với cuộc sống gia đình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.